Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh em chiếc cầu thang lượn 8 bậc ở giữa. Đây, cầu thang này lượn 8 bậc ở giữa. Chia sẻ với các bạn chiếc một chiếc cầu thang lượn ở giữa nha, 8 bậc nha. Không gian này là 4 mét này. Đây, chiếc cầu thang lượn này, nếu cầu thang lượn thì mình phải dựng cái cây tim trước. Cái ô trên là ô ngang là 2m2 thì mình phải dựng cái cây tim là 1m2, nhưng mà đây anh em mình phải dựng tim và nó đóng chia bậc, chia được 8 bậc. 8 bậc lượn dưới đây lên là 11 bậc thắng, 8 bậc lượn và lên trên 5 bậc thắng với lại một bậc sàn nó đủ 21 bậc nha. À 25 bậc nha. Chiều cao cái cầu thang này là 16 nha các bạn. Đấy. Anh em mình đã đóng xong để đi vào tiếp tục để lợp và đi sắt nha các bạn. Anh em xem nhớ chia sẻ kênh và like, share và chia sẻ kênh ủng hộ mình. Ai mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nhé. Trên này là rộng là 2m4, còn ở dưới là dưới đây là rộng tới dài tới 4m. Đó, dài tới 4m nha các bạn. Cầu thang đóng 25 bậc nha. Cảnh mấy anh lên mua sắt mẹ quay video mấy anh ngồi cứ ngồi hết mẹ, em ngồi đây đây bố mấy em đi chờ. We'll be right back.
Đây là anh em mình đã hoàn thành xong chiếc cầu thang nha các bạn. Đây mình quay cho anh em xem. Đấy, chi tiết ha.
25 bậc. Đây, bây giờ mình chỉ view luôn cái ô này. Dài 2m4. Ngang 2m2. Sâu dưới chân là 4m. Đây, dưới chân là 4m. Đấy, dưới chân là 4m này. Anh em mình đã xây xong. Đây. Review từng chi tiết cho anh em. Bên anh em mình là chuyên đóng đổ xây luôn nha các bạn. Đây. Này là khúc lượn nha. Đây. Mấy anh em hỏi là chia xây sao nó đều, thì bây giờ mình giải thích cho anh em là lấy cái tâm bán kính của những người tròn thì mình nhân lên mình chia ra. Đây. Rồi mình xây thôi, rất chia đơn giản vậy thôi.